Đấu La Lại Lục phần 2 tập 55, U Minh Bạch Hổ chiến với Hoàng Kim Lộ phần 2, tuyệt thế đường môn. Đối Hòa Bân vì muốn bảo đảm ưu thế về mặt công kích, nên luôn luôn là sử dụng ra kỹ năng Bạch Hổ Kim Cương của hồn hoàn ngàn năm. Tiêu hao hồn lực cũng là đã khiến cho hắn bắt đầu không chịu nổi. Vũ Hạo và Vương Đông theo hắn phán đoán cũng là tiêu hao hồn lực không kém bản thân lúc này vẫn là nhanh nhẹn sung mãn vô cùng. Nếu lúc này tiếp tục giằng co, phần thua nhất định là thuộc về hắn. Sợ thì dùng sức đánh với ta một trận. Cuối cùng thì Đối Hòa Bân cũng là không nhịn được, tức giận gầm to. Khóe miệng của Vương Đồng nhích lên. Không biết gì gọi là chiến thuật hay sao, uổng cho ngươi là con trai của công tước Bạch Hổ, trí tuệ thấp kém, không khác gì đổ bỏ đi. Hung quang trong mắt của Đối Hòa Bân lóe lên, Vương Đông và Vũ Hạo lại giật mình. Đối Hòa Bân đột nhiên thu hồi hồn lực bỏ đi Bạch Hổ Kim Cương biến. Mặc dù được tinh thần tham trác phụ trợ, nhưng mà Vũ Hạo và Vương Đông luôn luôn cẩn thận tạo khoảng cách với Đối Hòa Bân tránh cục diện liều mạng. Vì vậy lúc này tuy là tinh thần tham trác có thể cảm ứng được, nhưng cả hai vẫn là phản ứng chậm một nhịp. Đối Hòa Bân lúc này bỗng quay người chặn như điên. Tình huống này khiến cho cả nhóm Vũ Hạo sửng sốt. Vũ Hạo thông qua tinh thần tham trác có thể cảm nhận được mức độ hồn lực trên người của Đối Hòa Bân. Đây cũng không phải là kế sụ địch. Ngay lúc Đối Hòa Bân chạy đi thì Chu Lộ bên kia cũng là dốc sức đánh một kích về phía Tiêu Tiêu, rồi tăng tốc quay đầu bỏ chạy về hướng của Đối Hòa Bân. Bọn hắn định làm gì vậy? Tìm cơ hội khôi phục lại hồn lực hay sao? Vương Đông từ đầu vai của Vũ Hạo hạ xuống, Tiêu Tiêu cũng đã nhanh chóng chạy lại. Lúc này cả ba đều là vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên tim của Vũ Hạo đập nhanh, loại cảm giác này hắn đã phải gặp qua một lần. Đó là lần vừa rời khỏi nhà tiến vào tinh đấu đại sâm lâm rồi gặp phải hồn thú. Đây cũng là một sự cảm có được từ linh mâu vũ hồn. Lúc này hành động của Đối Hòa Bân và Chu Lộ vô cùng bất bình thường, kết hợp với cảm giác của mình khiến cho Vũ Hạo chấn động la lên. Chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng vũ hồn dung hợp kỹ? Ngay lúc này, một tiếng hổ gầm mạnh mẽ từ miệng của Đối Hòa Bân phát ra, lương theo tiếng gầm toàn thân Đối Hòa Bân trở lên to lớn. Lông hổ trắng đen cùng với hoa văn không ngừng trào ra cơ thể. Chu Lộ cắn răng, toàn thân bị một mảnh sáng đen bao phủ trở thành mơ hồ trong suốt. Lúc này Chu Lộ đột nhiên đưa hai tay đánh vào Đối Hòa Bân. Lúc này trong mắt hai người chỉ là có nhau, hai con người của Đối Hòa Bân hợp lại làm một. Vẻ lãnh khốc lạnh lùng không hề thay đổi, ánh mắt của Chu Lộ lại trở lên dịu dàng ôn nhu như muốn hòa tan vào hắn. Khí tức của Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu đã hoàn toàn dung hợp, cảm giác này vô cùng là kỳ diệu. Bạch Hổ giống như là cắn nuốt hắc miêu. Dao động hồn lực theo cơ thể cả hai bộc phát ra cực kỳ là mạnh mẽ, thân thể hai người hóa thành hai quầng sáng, một trắng đen một vàng nhẹ nhàng hòa tan vào nhau. Uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ không phải là 1+1=2, cả năng kết hợp cũng là thế. Cho dù là hai người có hai vũ hồn hoàn toàn giống nhau cũng là chưa chắc có thể sử dụng được vũ hồn dung hợp kỹ. Uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ này đã là vượt xa cấp bậc của hai người thi triển. Thân thể của Đối Hòa Bân và Chu Lộ biến mất, lúc này tại khu sát hạch lại là chỉ có một con bạch hổ thật là lớn. Thân thể bạch hổ to lớn, hai con người trong mắt lạnh lùng nhìn ba người Vũ Hạo, đây chính là bí mật của phủ công tước Bạch Hổ. Cũng đồng thời là bí mật của Chu gia ở đế quốc Tinh La, bí mật về dung hợp vũ hồn. Gần như tất cả các đời phu nhân ở phủ công tước Bạch Hổ đều là từ Chu gia, người đã hãm hại mẹ của Vũ Hạo cũng thế. Người này có thể ở phủ công tước gần như là một tay che trời, không những là bởi quyền uy bản thân, nó còn nhờ vào thực lực hùng hậu của nhà cha mẹ bên kia. Vũ hồn Bạch Hổ nói chính xác chính là tà màu Bạch Hổ, một đôi mắt có hai con người chính là điểm đặc thù của tà màu Bạch Hổ. Vũ hồn tà màu Bạch Hổ và vũ hồn U Minh Linh Miêu khi mà gặp nhau sẽ là có xác suất rất lớn thực hiện thành công vũ hồn dung hợp kỹ. Từ xưa đến nay, hai bên phủ công tước và Chu gia luôn duy trì quan hệ thân thiết. Có một thời gian phủ công tước mang dòng dõi hoàng thất tại đế quốc Tinh La, còn Chu gia lắm vị trí tể tướng. Tuy rằng lúc này hai gia tộc lớn đã là không còn được nhiều chữ nữa, nhưng vẫn là giữ vị trí hết sức là quan trọng tại đế quốc Tinh La. Mà sợi dây ràng buộc giữa hai gia tộc chính là bí mật về vũ hồn dung hợp kỹ này. Tất nhiên thì không phải cứ tà mô Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu gặp nhau là có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng hầu như là mỗi đời Chu gia và phụ công tước đều là có một, thậm chí là có hai cặp có vũ hồn dung hợp kỹ. Điều kiện quan trọng nhất để có thể kế thừa tước vị phụ Bạch Hổ công tước cũng chính là có thể kết hôn với người bên Chu gia. Mà Đối Hòa Bân đúng là phù hợp với tất cả những điều kiện trên. U Minh Bạch Hổ được xung hợp bởi tà mộc Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu, lúc này là tiêu điểm của toàn trường. Bạch Hổ to lớn nhưng mà lại vô cùng hư ảo, thân ảnh của Đối Hòa Bân và Chu Lộ cũng đã hoàn toàn biến mất. Thân thể to lớn của Bạch Hổ nhoáng lên rồi hoàn toàn hóa thành một cơn sóng bay thẳng đến nhóm của Vũ Hạ với tốc độ kinh người. Bạch Hổ xuất hiện ngẩng cao đầu gầm to, đầu cúi xuống thể hiện ra chí khí hùng bá thiên hạ, thú trùng chí vương. Tiêu Tiêu, bắt đầu đi! Vũ Hạo hét lớn rồi xoay người sang hai tay ôm lấy Vương Đông. Bọn hắn không muốn dùng chiêu này, Vũ Hạo vẫn là muốn ẩn nhẫn đợi thời cơ cho tương lai, nhưng mà lúc này đã là không còn cách nào khác. Đối phương đã sử dụng ra vũ hồn dung hợp kỹ, bọn hắn đã là không còn đường lui nữa rồi. Trận đấu này Vũ Hạo không muốn thua, hắn muốn linh hồn của mẹ mình nhìn thấy cố gắng của hắn.
Nhìn thấy hắn đã mạnh mẽ lên, nhìn thấy hắn báo thù. Đứa Hạ Bân và Chu Lộ có con bài chưa lật, ba người Vũ Hạo cũng là sao lại không có. Vương Đông đã sớm đưa hai tay ra, nhìn thấy Vũ Hạo tiến đến, hai mắt Vương Đông bỗng sáng lên, hiện ra vẻ dịu dàng an ủi. Vũ Hạo vừa nhìn thấy tia sáng này lập tức là bình tĩnh, lòng thù hận sâu sắc cũng là dịu lại, miệng mỉm cười nhưng mà ánh mắt vẫn là kiên cường chấp nhất. Đúng vậy, trước khi trận đấu bắt đầu, bọn hắn đã là thử dẫn động vũ hồn rùa kỹ và đã thành công rồi. Thế nên đã cả hai đã là có thể xác định, sau 3 ngày thì vũ hồn rùa kỹ này của hai người sẽ là có thể thi triển. Lúc này các lão sư trên khán đài gần như là ngừng thở, lão sư giám sát trận lại là càng khẩn trương âm thầm chuẩn bị ra tay. Hầu như toàn bộ các lão sư đều là không tưởng tượng nổi, chỉ là một trận đấu sát hạch tân sinh lại là có thể xuất hiện ra vũ hồn rùa hợp kỹ, là vũ hồn rùa hợp kỹ đó. Lão sư giám sát trận đã chuẩn bị ngăn chặn U Minh Bạch Hổ. Vũ hồn rùa kỹ này tuy mạnh mẽ nhưng mà so với tu vi của bản thân lão sư thì vẫn là kém xa. Vì lão sư này tự tin có thể trong thời gian mấu chốt là ra tay ngăn cứu ba người nhóm Vũ Hạo. Lão sư giám sát trận lúc này vẫn là chưa ra tay, là vì nhìn thấy hành động kỳ lạ của Vũ Hạo và Vương Đông cùng với vũ hồn mà Tiêu Tiêu vừa thi triển. Ba đại đỉnh trên người của Tiêu Tiêu rực sáng rồi đập vào nhau, hai hồn hoàn phụ trợ cho tam sinh chấn hồn đỉnh cũng sáng lên. Từng quầng sáng đen từ người của Tiêu Tiêu lan tỏa ra xung quanh. Lúc này có sáng đen không tắt đi mà lại dung hợp vào tam sinh chấn hồn đỉnh. Ba đỉnh hợp nhất, một tiếng lổ to vang lên, một đại đỉnh to lớn gấp đôi xuất hiện, phía trên đại đỉnh hiện lên từng ký hiệu kỳ lạ, mang theo ký tức uy nghiêm cùng thanh âm vang dội. Sắc mặt của Tiêu Tiêu tái nhợt, cô bé nhắm hai mắt đưa tay phải về phía trước, đại đỉnh lóe lên rồi rơi xuống trước mặt U Minh Bạch Hổ mang theo tiếng lổ đinh tai. Quốc trọng khí, đỉnh chấn động. Đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của Tiêu Tiêu. Lúc này Tiêu Tiêu cũng biết một chiêu của mình không hề kiềm chế nổi vuôn dọc kỹ của đối phương, nên cô bé quyết đoán là tự bạo đi hồn kỹ của mình, đem toàn bộ hồn lực bên trong bạo phát ra. Cách này trong khoảnh khắc tiêu tốn rất nhiều hồn lực, nhưng mà uy lực thực sự là lớn và không khiến cho Tiêu Tiêu bị cạn kiệt hồn lực như là lần trước. Không gian xung quanh đại đỉnh trở lên vặn vẹo, từng đạo sóng âm mạnh mẽ lan tràn ra hơn 10 thước rồi theo tinh thần tham chắc đánh thẳng về phía U Minh Bạch Hổ đã tiến tới. Thân hình của U Minh Bạch Hổ bị sóng âm đập vào, sau đó ánh sáng lóe lên, Bạch Hổ run người một cái rồi tiếp tục di chuyển không hề bị thương tổn. Tiêu Tiêu hoảng sợ, cô bé không thể tin được đỉnh chấn động của mình chỉ là đủ để Bạch Hổ dừng lại trong một giây. Nhưng mà tiếp theo lại là một cảnh khiến cho Tiêu Tiêu còn khiếp sợ hơn. Một đoàn ánh sáng màu vàng kỳ dị bên cạnh cô bé vụt lên. Một cột sáng xông thẳng lên trên trời khiến cho trong khoảng khắc trước mặt Tiêu Tiêu chỉ là còn thấy một thứ duy nhất. Ánh sáng ngọc, phát ra từ người của Vũ Hạo và Vương Đông. Đôi mắt của Vũ Hạo vàng rực, quang minh lữ thần điệp mỹ lệ huyền ảo của Vương Đông. Khi mà vừa ôm nhau thì cả hai đã lập tức phóng ra vũ hồn, phạm vi mở thước xung quanh đều là theo ánh sáng đặc thù phát ra từ hai người mà sáng lên. Hào quang này vô cùng là kỳ lạ, đó là một hỗn hợp giữa các luồng sáng màu tím, lam và vàng. Ký tức quang minh lồng đậm kèm theo của rất nhiều hồn lực hỗn hợp đang dao động vô cùng là khủng khiếp. Sau lưng của Vương Đông xuất hiện ra một ảo ảnh quang minh lữ thần điệp hoàn hảo. Phía sau của Vũ Hạo lại là xuất hiện ra một hư ảnh linh mâu. Linh mâu được ánh sáng vàng bao phủ nhưng sâu bên trong lại là ẩn chứa sắc tím. Trên không trung, hai hư ảo to lớn đang chậm rãi tiếp cận và đang không ngừng biến hóa. Linh mâu của Vũ Hạo trở nên rõ ràng, thâm thúy và gần như là đã được hai sắc tím làm bao phủ. Ánh vàng đã hoàn toàn biến mất, quang minh lữ thần điệp lại rực cháy dữ dội không ngừng thiêu đốt ánh sáng vàng và lam. Sau khi U Minh Bạch Hổ tiến đến sát cả ba thì hai quang ảnh to lớn đã bắt đầu dung hợp. Quốc trọng khí đỉnh chấn động kiềm chế được U Minh Bạch Hổ một thời gian cũng là vừa đủ để quang minh lữ thần điệp vung cánh ôm lấy linh mâu. Ngay lập tức hư ảnh quang minh lữ thần điệp biến mất, lúc này linh mâu của Vũ Hạo đã hoàn toàn rực rỡ. Từng ngọn lửa lam tím huyễn lệ ở linh mâu tràn ra xung quanh rồi nhẹ nhàng hạ xuống ôm lấy Vũ Hạo và Vương Đông. Linh mâu to lớn vô cùng thấm thúy, từ bên ngoài nhìn vào có thể cảm thấy được vô vàn các chế giới bên trong linh mâu. Ngay sau đó một cột sáng điện mang theo từng luồng sáng lam tím và vàng bắn ra. Luồng ánh sáng này như là một ngôi sao chổi quét ngang sân đấu, những nơi nó đi qua đều là lưu lại những vẻ sáng mơ hồ, rực rỡ thật là dài. Viện trưởng Ngôn Thiểu Chiết lúc này đã là kinh ngạc đứng dậy, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vì tiền viện trưởng Keo Kiệt ngồi bên cạnh cũng là giật mình. Tiền Đa Đa ngạc nhiên và kinh sợ không kém Ngôn Thiểu Chiết, hắn cũng là thật sự không biết Vũ Hạo và Vương Đông còn có chiêu này. Lại càng không nghĩ được chỉ trong một trận sát hạch tân sinh lại là có thể diễn ra việc này, vũ hồn dung hợp kỹ đối với vũ hồn dung hợp kỹ. Chuyện này cho dù là chiến đấu giữa các đại tử cấp cao ở ngoại viện, thậm chí là trong nội viện cũng là rất ít khi xảy ra. Lúc này trước mặt hai người đã là xuất hiện ra một cột sáng bắn thẳng về phía U Minh Bạch Hổ. Lúc này vị lão sư giám sát trận cũng là trợn mắt bối rối không biết có nên ngăn cản hay không. Cả hai nhóm đều có sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, nếu không để cho chúng va chạm nhau thì làm sao phân được thắng bại. Vị lão sư này không biết không có nghĩa là không ai biết.
Từ phía khán đài, một thân ảnh chớp lên rồi xuất hiện tại vị trí mà hai vũ hồn rùa ký sắp va chạm. Lưng hắn đỡ một chảo toàn lực của Bạch Hổ, phần thân trước là đã đỡ lại cột sáng. Một cột sáng phóng thẳng lên trên trời cao, rồi hóa thành một màn chắn chặn đứng hai vũ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ vốn là vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà sau khi đánh một chảo và màn chắn lập tức là lộ tung ra. Sau đó thân thể trụ lộ vào đấu hỏa bân theo tiếng lộ mà văng ra xa, không thể đứng dậy nữa. Phía bên kia cột sáng ba màu cũng là nhạt sần, linh mâu hư ảo dần khép lại lộ ra Vũ Hạo và Vương Đông đang ôm nhau. Cả hai không hề ngã xuống mà là đều nhìn chăm chú về hướng lời Hoàng Kim Lộ bị chặn đứng. Người vừa sử dụng hồn lực bản thân để ngăn cản toàn bộ uy lực của hai vũ hồn dung hợp kỹ lúc này cũng đã hiện thân, chủ nhiệm Đỗ Duy Lân. Cột sáng trắng lúc trước chính là hồn lực từ thân thể của Đỗ Duy Lân phát ra. Ngay lúc chuẩn bị va chạm với hai vũ hồn dung hợp kỹ thì tám hồn hoàn trên người của Đỗ Duy Lân cũng đồng thời phát sáng, hai vàng hai tím bốn đen, tạo thành một tổ hợp hồn hoàn cực mạnh. Đây chính là cách thức để phân thắng bại, lấy thân thể ngăn chặn hai vũ hồn dung hợp kỹ, rồi từ đó so sánh sức mạnh yếu giữa hai bên. Đều là vũ hồn dung hợp kỹ, lại là con bài cuối cùng của cả hai nên lúc này cả hai nhóm đều là chăm chú quan sát. Các lão sư quan chiến trên khán đài còn chưa kịp phản ứng thì Ngôn Tiểu Chiết và Tiền Đa Đa đã là vô cùng khiếp sợ. Thân thể phía trước của Đỗ Duy Lân như là một nhuộm một màu vàng, nhìn qua như là một pho tượng hoàng kim. Phía sau lưng hắn lại là một chảo của U Minh Bạch Hổ phá rách ra y phục, rồi để lại lằn vết rách hằn sâu rõ rệt. Hồn đấu là có thể bị thương, lại còn bị các đệ tử tân sinh đánh bị thương, điều này thật là khó tin. Lúc này các lão sư cũng là đã kịp phản ứng, tất cả đều trợn mắt há mồm. Chu Y cũng là đang ngồi quan sát cuộc chiến, một màn này xảy ra cũng là khiến cho ánh mắt của nàng trầm xuống. Tuy không thể tin nhưng mà thật sự U Minh Bạch Hổ có thể khiến cho Đỗ Duy Lân bị thương. Tu vi của Đỗ Duy Lân nàng hiểu rõ, nàng cũng tin chắc Đỗ Duy Lân không phải là cố tình bày ra thương thế. Vết thương đó là do thực lực của U Minh Bạch Hổ gây ra. Sắc mặt của Ngôn Tiểu Chiết vô cùng khó coi, hắn quay đầu nhìn Tiền Đa Đa lại phát hiện ra Tiền Đa Đa cũng là đang trợn mắt ngây ngô nhìn hắn. Ngươi không biết việc này à? Ngôn Tiểu Chiết hung hăng gây sự. Tiền Đa Đa cười khổ rồi nói, ngươi nghĩ ta biết sao? Đây là đệ tử của hệ vũ hồn của ngươi, làm sao ta biết được? Lã Ngôn à, ngươi muốn chơi xấu thì là cứ nói thẳng ra đi. Ngôn Tiểu Chiết hừ một tiếng, thân hình nhoáng cái đã là biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tiền Đa Đa vừa cười vừa nhìn về phía Ngôn Tiểu Chiết sở đi, tuy cười không ra tiếng nhưng mà vẻ mặt lại là vô cùng đắc ý. Tiền viện trưởng à, tại sao Ngôn viện trưởng lại? Phạm Vũ nghi hoặc lại gần Tiền Đa Đa rồi lên tiếng. Tình huống dưới sân đấu rõ ràng là Tiền viện trưởng thua, chẳng lẽ? Tiền Đa Đa cười hăng hắc rồi nói, không có gì đâu, chỉ là nhân phẩm của chúng ta tốt một chút mà thôi. Phạm Vũ à, lần này ngươi tìm được một hạt giống xuất sắc rồi. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, nhất định là không để cho tên nhóc kia trở thành đệ tử hạch tâm. Lúc nãy ta và Lã Ngôn đánh cuộc với ngươi cũng là nghe rõ rồi đó. Phạm Vũ thấp giọng rồi nói, Tiền viện trưởng à, chúng ta thắng thật sao? Tiền Đa Đa cười ha ha rồi nói, tất nhiên là chúng ta thắng, thôi nhé. Vừa nói xong thì thân thể của hắn cũng là lóe lên rồi biến mất. Lúc này ở sân đấu, màu vàng trước mặt của Đỗ Duy Lân cũng đã tiêu tán nhưng mà khuôn mặt hắn vẫn là tràn ngập vẻ khó tin. Hắn tập trung nhìn thật kỹ Vũ Hạo và Vương Đông đang khó khăn buông tay nhau ra để xác định lại lần nữa.